chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về hai đài loa đến từ thương hiệu Onkyo và thương hiệu Technic. Và đầu tiên đây là cái cặp loa Onkyo, model của nó là Onkyo D305F và giá xuất xưởng của nó là 25.000 yên, phát hành vào năm 1998. Nó sẽ bao gồm là hai loa bass 12cm, màng loa bằng cái vật liệu OMF. Màng loa bằng vật liệu đặc biệt, thiết kế lỗ thông hơi, loa chép đơm. Chép đơm mềm là 2,5cm. Trở kháng loa là 6 ohm, công suất 100W, độ nhạy 86dB. Chiều cao của loa là 840mm và chiều rộng là 200mm, chiều sâu là 285mm. Trọng lượng là 12,6kg một loa. Loa nguyên zin hoạt động ok nha. Loa này thì nó sẽ có cái cặp chân ở phía dưới nha. Onkyo D305F 100V 6 ohm. Cặp loa bắp chuối. Cái chân này thì anh em có thể tháo rời Onkyo D305F. Loa cột. Anh em về vệ sinh nữa là đập keng luôn nha. Và với cái cặp loa Onkyo D305F này thì em sẽ bán với giá là 2.600.000 đồng, giá chưa gồm phí vận chuyển. Và tiếp theo đây là cái cặp loa Technic, một dòng loa cổ điển. Và model của nó là Technic SP5000. Thiết kế rất là độc lạ nha. Dòng này thì nó sẽ thiết kế hai vùng riêng biệt luôn, là một cái vùng loa bass nè và một cái vùng loa chép. Và loa này về tiếng loa cũng còn rất là chuẩn và rất là đẹp. Cái lưới của nó đây, nó sẽ sở hữu là một cái loa bass là 25cm nha, phiền vải. Phiền vải thì dùng rất là bền nha anh em. Và một cái loa chép, chép giấy Technic SP5000. Kết nối phía sau. Về thông số của cái đôi loa này, trở kháng loa là 8 ohm, công suất là 75W made in Japan. Và cái vết xước ở đây nha, size rất là to. Technic SP5000. Và con này thì độ nhạy là cực cao luôn nha anh em, 93.5dB. Một cái loa chép khá là to, 60mm, và loa bass là 250mm. Với kích thước chiều ngang là 350mm, chiều cao là 717mm và chiều sâu của nó là 323mm, trọng lượng 16kg một loa. Hình thức còn tương đối luôn nha, đã trải qua rất là nhiều năm, hình thức con này cũng còn tương đối. Góc cạnh phía trước là còn đẹp hết nha, anh em vệ sinh nữa là đẹp keng luôn. Ở mặt trước là liền lạc góc cạnh hết luôn. Và với đôi loa Technic SP5000 nguyên zin hoạt động hoàn hảo, mọi chức năng thì em sẽ bán với giá là 2.700.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Và tiếp theo là em sẽ thanh lý cho anh em luôn một chiếc loa Victor nha. Thầy là model của nó là Victor G7. Và nếu mà cái cặp loa Victor này có liền luôn cả cặp á, thì cái giá của nó là trên 3 triệu nha nè. Đây, tiếng loa cực đẹp luôn. Loa chép nè, loa siêu chép nè. Bass này là bass tầm 27 nha. Màng loa bằng vật liệu đặc biệt nè, phiền vải nè, kiềng loa sáng choang luôn. Và với cái loa này là về lẻ một loa mà thôi nha. Và anh em có thể sử dụng để độ chế thêm những cái mạch loa Bluetooth để làm loa Bluetooth cũng rất là hay. Và cũng như là ta có thể sử dụng để làm loa bass nè, loa trả lời karaoke, vân vân, rất là nhiều cái ứng dụng cho anh em nha. Rồi cái này là những cái dán keo từ bên Nhật về luôn. Thùng còn liên lạc nè, made in Japan, 120W nè, 6 ohm. Độ chế loa cực kỳ ok luôn nha. Mặt trước là đẹp keng. Và với chiếc loa Victor G7 độc nhất một loa thôi nha,
Và với chiếc loa này thì em sẽ thanh lý với giá là 900.000 đồng, giá bao gồm phí vận chuyển nha. Rồi anh em mua hàng thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.